Xin chào, mình tên là Kim Huỳnh, năm nay mình 34 tuổi. Thì sau tuổi 30 thì mình cảm thấy là cái làn da của mình nó có rất nhiều là nếp nhăn. Ngoài ra da của mình còn có sẹo rỗ nữa. Cái thứ hai là trên định hình gương mặt của mình thì hiện tại là nó chưa được thon gọn. Phần mũi cũng chưa được đẹp. Thì cũng thật là may mắn thì lúc trước mình có tham gia cái cuộc thi khám phá sự hoàn hảo của chính bạn và mình đã đạt được cái giải thưởng đặc biệt. Thì mình kỳ vọng là The Master Việt Nam sẽ hỗ trợ điều trị cái làn da của mình tươi tắn hơn, làm cho gương mặt của mình thon gọn hơn. Và sau cái quá trình điều trị này thì mình mong muốn là mình đẹp hơn, mà mình vẫn là mình chứ không phải là một bản sao của ai khác. Problem with this nebulizer foam area, and she has also this jaw area problem. So we just want to do some RF cannula to melt the fat and give collagen stimulation, and also we want to do some thread lifting to make it more lifting so we can make a good shape of the face. So these are the treatment we call semi-invasive or minimally invasive treatment, which is not surgery but which is a more than conventional dermatologic procedures. So we will have a much better effect than those machines, but we have a less complication than surgery.